Tôi nhớ là hình như trong cái phim Bố Già thì có một cái đoạn khá là hay và căng thẳng. Cái đoạn đối thoại giữa A Quắn và ông bố của mình. Thì trong phim này tôi rất là thích cái đoạn đối thoại giữa bạn Dương và chị Hồng Đào. Thì không biết đó có phải là cái đoạn mà Trấn Thành tâm nhất đắt nhất hay không. Tại vì diễn xuất của chị Đào rất là thật và rất là khiến cho người ta đồng cảm được với một người mẹ đó. Thì cái đoạn đó không biết là Trấn Thành có phải dụng công cho Tuấn Trần nhiều như trong phim Bố Già hay không. Và với Tuấn Trần thì Trấn Thành giả sử như sắp tới một cái phim nào tới nữa thì liệu Trấn Thành còn có gì để khai thác Tuấn hay không? Giữa một A Quắn của Bố Già rồi Dương ở phim Mai này thì thấy rất là thay đổi. Thì không biết là liệu Trấn Thành còn gì để khai thác để biến hóa Tuấn Trần hay không? Cảm ơn anh Hùng, câu hỏi rất là hay à. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Bây giờ về có dụng công hay không thì phải diễn viên nó tự trả lời, chứ không lẽ em tự nói về em thì nó kỳ. Rồi, mời 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 Dương xong. Đầu tiên thì cho phép sau xin chào tất cả các anh chị truyền thông báo chí đang có mặt ở đây. Em xin trả lời câu hỏi của anh Hùng. Thì chắc chắn khi mà anh có xem cái bộ phim Bố Già thì những cái lời thoại anh rất là thích, và về khả năng ngôn ngữ đó thì để mà ra được những cái loại thoại đó đó, ngoài cái việc là cảm xúc của diễn viên ra thì thật sự là em rất là nể anh Thành ở một cái chuyện là nghĩ ra được những cái loại thoại mà có thể ghim sâu vào tim của cái người nghe. Và khi mà diễn cái phân đoạn đó em nhớ là vào những cái ngày đầu tiên á, thì có lúc đó là cái vai diễn của em nó em cũng chưa vô vai, em cũng chưa vô vai lắm, em thì vô hơi lâu một xíu. Em thì vô hơi lâu một xíu cho nên nó là hả, đó là những cái phân đoạn. Sao anh cười hoài vậy Thành? Thì cái phân đoạn đó là cái phân đoạn mà quay nhảy và vô đúng cái tâm lý đó để mà build up cho cái cảm xúc của nhân vật để có thể nói được cái thoại đó, thì em mất rất nhiều cách để mà diễn cái phân đoạn đó. Và rất là may mắn khi mà em diễn với lại má Hồng Đào cho em một cái năng lượng một người mẹ rất là quan tâm, rất là yêu thương con. Và đặc biệt là khi mà em có những cái lỗi sai á, những cái lỗi nhỏ đó mà diễn viên không thấy, anh Thành á, là người co mo, anh Thành xé được một tổng thể, một cảm xúc để làm sao cho diễn viên đi đúng cái quỹ đạo nhất. Thì ban đầu em nghĩ ra một cái kiểu diễn khác, nhưng mà khi mà em diễn á, và anh Thành cũng nói về cái cách diễn của anh Thành, lúc đó hai anh em nó hơi hơi không có giống nhau. Rồi mất rất nhiều thời gian để mà anh Thành thuyết phục em. Nhưng mà anh Thành á, là một cái người rất lắng nghe, cho diễn viên mặc sức sáng tạo. Khi mà diễn sai, anh Thành sẽ ngồi ra cân nhắc nói với diễn viên là em ơi, cái này mà phải lên chút xíu là hay nè. Em ơi, cái này lên một tí xíu, hay là diễn mà phải nói đúng cái trọng tâm đó, đúng cái điểm nhấn đó, và cái điểm rơi cảm xúc nó phải đúng ngay cái nhịp đó, cái react đó. Thì phải thật sự là anh Thành là một người rất là kỹ, và em thật sự rất là cảm ơn anh Thành. Hồi nãy cũng có nói của anh Hùng là nếu như mà là có mời Tuấn nữa thì anh Thành sẽ khai thác cái gì. Em cũng rất là muốn nghe câu câu hỏi đó của anh Thành. Em cũng muốn là rất là nghe câu trả lời đó của anh Thành, tại vì nếu như anh mời thì chắc chắn em sẽ tham gia thôi. Về muốn khai thác cái gì thì phải coi em còn gì để khai thác không. Thì nói với quý vị là Thành đã nói rồi là có rất nhiều người đã hỏi là Thành đó sao trong phim của Trấn Thành toàn là người quen không. Quý vị quen cũng có 50% thôi, 50% cũng mới mà. Nhưng mà tại sao quý vị thấy coi xong phim quý vị mới hiểu tại sao em chọn những diễn viên đó phải không ạ? Tại vì họ có lực diễn tốt và họ hợp với cái vai đó. Thành không bao giờ đưa một cái người chỉ vì quen mình mà vào một cái phim mà vì cái vai đó nó không hợp. Thành không có làm như vậy. Và ví dụ như Tuấn cũng vậy. Thành có quý Tuấn cách mấy thì nữa, Thành đã nói là Thành rất là quý cách làm việc của Tuấn Trần, rất là chuyên nghiệp, rất là yêu vai diễn, và làm cho đến khi nào không được nữa thì thôi. Tuấn Trần không có bao giờ từ nan một yêu cầu nào của Trấn Thành hết. Đây là một diễn viên rất yêu nghề và rất là chuyên nghiệp. Thành phải khẳng định là như vậy. Và nếu như bộ phim sau có vai nào hợp Tuấn, Thành vẫn sẽ mời Tuấn, nếu như cái vai đó thật sự bắt buộc phải là Tuấn.
Chứ dĩ nhiên nếu như mà mình có những sự lựa chọn khác mà phù hợp, mình vẫn muốn sẽ có những diễn viên mới để khán giả có thể thấy được nhiều tài năng hơn. Nhưng mà nếu như cái vai đó nếu thật sự buộc phải là Tuấn thì mình vẫn có thể mời Tuấn. Nhưng mà dĩ nhiên Thành đã hứa với khán giả với là toàn thể mọi người là không bao giờ Thành để cái người diễn viên nào đã từng diễn cái vai nào trong phim mình mà lại lặp lại cái vai đó ở một cái phim khác, sẽ không bao giờ có điều đó. Ngay cả phim Mai, quý vị thấy là tất cả những gì mà đã xảy ra với Mai là không bao giờ lặp lại ở Nhà Bà Nữ hay là Bố Già, chưa bao giờ nó giống, và tất cả các diễn viên đều phải thay da đổi thịt. Đó là cái điều mà Thành có thể làm cho khán giả của mình để không nhàm chán những cái gương mặt đã đồng hành với Thành nhiều phim. Tôi có thêm một ý nữa là cái này không có phải spoil, thì có một chút tôi thấy nó hơi giống Nhà Bà Nữ, là cũng là một cái tình yêu của đôi trẻ và bị cản trở bởi về việc kinh tế gia đình, thì hai bạn cũng phải tự bươn chải. Thì đương nhiên không biết là Trấn Thành ban đầu có một cái kết nào khác hay không, nhưng mà tôi nghĩ là mình là người Việt Nam thì luôn luôn cái chữ hiếu cũng làm đầu, và tôi thích, rất thích cái kết này, nó rất là đẹp. Thì không biết là trước đó Trấn Thành có nghĩ là hoặc là mình đã có một kết khác nhưng mình phải làm cái kết này cho nó đúng với lại cái văn hóa người Việt hay không? Dạ. Cảm ơn anh Hùng. Em thì chưa bao giờ em làm một cái kết phim nào chỉ để phục vụ cho một điều gì đó về giống như kiểu là mình nhìn vô mình nghĩ nó phải là như vậy. Em không nghĩ ra kết phim cho cái điều đó. Tại vì thường những cái kết phim của Trấn Thành, quý vị thấy là Thành sẽ, cái thứ nhất, Thành muốn kết phim theo đúng thực tế trong cuộc sống. Khi quý vị xem phim của Trấn Thành, quý vị sẽ thấy cái kết phim nó rất là đúng ở trong cuộc sống. Cái thứ hai là Thành rất muốn cái kết phim nó phải mang đến thông điệp gì đó. Chứ cái kết phim nó không phục vụ cho yếu tố bán vé hay là gì. Thành làm phim luôn luôn cái yếu tố về thông điệp là được đặt lên hàng đầu. Thành không kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt. Câu chuyện của Thành nó luôn có thông điệp. Nếu như ở Nhà Bà Nữ, câu chuyện của những đôi trẻ khi họ chưa biết được cuộc sống của họ như thế nào, họ phóng tầm nhìn ra xã hội cao hơn tầm nhìn của bố mẹ và nghĩ rằng là mình có thể cover được cuộc sống cho đến khi họ nhận ra vài vấn đề. Thì ở trong Mai này, câu chuyện của Dương là câu chuyện bên lề mà thôi. Tất cả những gì, thực ra câu chuyện chính là câu chuyện xảy ra mới Mai. Và Dương chỉ là một trong những gì đó xảy ra, là một nhánh nhỏ trong cuộc đời của Mai mà thôi. Và Thành nghĩ là như vậy. Chứ đó là vô tình, cái câu chuyện nó sẽ phải xảy ra như vậy thôi. Chứ Thành không có cố tình lái câu chuyện để mà phục vụ cho một cái mục đích khác. Dạ. Một ý nữa là